Xin chào tất cả anh em, hôm nay tôi giới thiệu với anh em một chiếc bẩn đầu đu bông sơn mài màu đen, viền vàng, kẻ rích rắc màu vàng hoa văn. Quay xung quanh cho anh xem nhé, rất là đẹp. Đây là chiếc bẩn đựa đu bông Hồng Kông. Anh em lưu ý nhé, đây là đu bông Hồng Kông. Đó, nhìn rất là chắc chắn. Chiếc bật nửa này là đúc bằng thép nguyên khối nhé. Bật nửa này cũng khá là nặng. Đúc bằng thép nguyên khối, sử dụng ga và đá, sơn mài màu đen. Bật tiếng kêu cho anh em nhé. Ở trong được mạ một lớp vàng khá là óng ánh. Anh em muốn bơm ga hay là điều chỉnh to nhỏ ở dưới này nhé. Đây là cái nút điều chỉnh to nhỏ của ga. Đây là cái ốc vặn ra để bơm ga. Đá thì mình thay bằng cái nút ở đây. Đó, bấm vào thì nó sẽ chạy rồi này. Đá đây ạ. À, bánh xe này mình thay đá xong thì mình ấn cái nào mà kêu tách cái ạ. Test tiếng kêu cho anh em nhé. Có người thích chơi tiếng và có người thích chơi hoa văn, anh em tùy anh em chọn nhé. Mỗi chiếc có một cái vẻ đẹp riêng của từng đặc điểm sẽ khác nhau. À, anh em mua hàng ở đêm Deva thì sẽ có bình ga như này kèm theo. Bình ga là anh em mua rời riêng của bình ga bơm cho đu bông Hồng Kông nhé. Còn nếu mà anh em mà không mua được thì bên Deva sẽ gửi tặng anh em một chiếc van bơm để bơm bật lửa. Rồi, xin cảm ơn anh em.